má tiền đây là đi ăn sabu qua. Hello. Đây tụi mình đi ăn ở cái nhà hàng nè. Mokuhi. Nhưng mà chưa có thịt. Đang chờ thịt. Cay à? Cay lắm á. Dạ. Ai chọn? Vậy đi. Nó sặc hả? Sặc là vấn đề á. Bà xã mình hôm nay tay đau gấp rồi. Gấp chưa? Chưa chín à? À, bỏ ra này ha. Bỏ đây luôn, không chấm hả? Thôi chừng phỏng nha. Mời món này là hả đi thích nè. Wow. Mời cả nhà bật bếp lại. Ăn cái này chơi trước đi. Ngon không? Đặc trà. Đặc trà. Ngon không? Cái này đã làm cũng ngon ha. Giỏi quá. Good. Đây, miếng thịt gần hấp dẫn không? Thôi xin chào cả nhà nha. Tại hôm nay hai tụi mình ngồi cùng hướng với nhau á, thành ra quay nó cũng hơi khó, cứ quay nghiêng qua thì nó mỏi tay quá. Rồi chúc cả nhà quý tuần vui vẻ nha.